Chào cô chú anh chị đang xem video của Sài Gòn Hoa ngày hôm nay. Và chỉ còn một tháng nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán 2023. Trong thời điểm này thì thị trường hoa Tết đang rất là nhộn nhịp. Vậy thì xu hướng hoa Tết năm 2023 này có những loại hoa nào? Và những loại hoa nào nên chọn để trưng Tết đẹp và mang lại may mắn? Cùng theo chân em trong video ngay sau đây nhé! Có vẻ như hoa cúc là loại hoa mà không thể thiếu để làm nên khung cảnh mùa xuân rộn ràng. Truyền thống và nhiều nhất có thể kể đến là cúc mâm xôi, cúc đại đoá, cúc pha lê vàng rực. Thời điểm này thì theo như những video trước mà Sài Gòn Hoa đã cập nhật thì cúc chậu lớn như đại đoá, pha lê đang giữ nụ. Còn cúc mâm xôi thì đã bắt đầu hoa xế kiến, cánh hoa vàng bắt đầu lộ ra. Cúc mâm xôi vườn Sài Gòn Hoa đã bắt đầu về hàng, phục vụ cho cả nhu cầu trang trí Tết dương lịch đến Tết âm lịch rồi nhé. Ngoài ra thì những loại cúc nhiều màu như pico, cúc kali, cúc nhám cũng được yêu thích. Hoa cúc mang đến không khí ấm cúng của những ngày Tết như những tia nắng vàng trải khắp sân vườn, hiên nhà, đem lại sự may mắn, tài lộc, sức khỏe cho gia đình. Đố anh chị, hoa giấy gồm có bao nhiêu loại? Và bây giờ thì em thể kể tên sương sương một số loại hoa giấy cho anh chị biết nha. Đây, 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 và đây, và đây, đây nữa nè. Và còn cả đây, 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 và đây nữa. Hiện tại hoa giấy bắt đầu khoe sắc đến tận hơn một tháng, nên từ giờ tới qua Tết Nguyên Đán thì lúc nào cũng có hoa cho anh chị ngắm. Những màu hoa giấy truyền thống như hồng đậm, cam, vàng, trắng tạo nên sự rực rỡ của mùa xuân. Nhưng với nhiều giống hoa giấy mới như hiện nay thì anh chị nên lựa chọn ngay cho mình một vài chậu trưng Tết như hoa giấy tím tuyết, hoa giấy tím pháp, hoa giấy cẩm thạch trắng, hồng, cam, hay đơn giản hơn với một sự lựa chọn là chậu bông giấy ngũ sắc là sở hữu ngay một cây với 5 màu, như đem cả mùa xuân về nhà chỉ với một chậu bông giấy. Và dịp Tết thì anh chị nên chọn những chậu hoa với màu sắc nổi bật, lạ mắt, mới lạ để mang đến sự mới mẻ. Như cúc Indo thay vì màu hồng thì nay đã có thêm màu tím. Chậu hoa cúc nữ hoàng tím dịu dàng trong nắng xuân, khoe sắc đón xuân Quý Mão. Hay bông trang cẩm thạch hút mắt từ màu lá có sọc vàng đến bông hoa hồng trắng viền nhẹ nhàng, tạo sự khác biệt. Những loại hoa nhiều màu sắc thì chọn màu nào cho nổi bật, hợp xu hướng, tạo được điểm nhấn. Màu sắc của năm 2023 là màu Viva Magenta, đỏ rượu vang, đỏ đô. Màu sắc của sự mạnh mẽ, phá cách. Vậy sẽ có những loại hoa nào có tông màu này mà anh chị nên chọn lựa? Nếu anh chị chưa biết chọn loại hoa nào để trưng Tết thì có thể ghé ngay đến vườn Sài Gòn Hoa để hòa mình vào hương sắc mùa xuân tại vườn nhé. Và xin kính chúc anh chị có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau.